Rồi bắt đầu nha mọi người, không hết giờ rồi đó. Mình phải chạy đua mọi người. Đây là tiếp nội dung của phần sóng điện từ nha, và mình sẽ xoay nội dung của chương mới nha này. Coi giờ ôn trước khi nói tới và đọc sóng điện từ tiếp vài thể loại nữa thì các bạn mình ôn lại một tí ha, các bạn thấy không? Đó là mình nói về mặt sóng điện từ á, mọi người còn nhớ sóng điện từ loại là sóng gì mọi người? Phân loại là sóng gì vậy? Sóng gì? Sóng ngang nữa bạn, sóng ngang. Và sóng điện từ đó bạn, nó có tốc độ truyền trong chân không thôi nha. Nhớ nha, tốc độ trong chân không bằng gì các bạn? Bằng cái tốc độ gì các bạn? Tốc độ ánh sáng C là bằng mấy ạ? 3 × 10^8 mấy nghìn giây. Còn trong các môi trường khác chưa biết từ từ nè, cái đó mấy người sẽ biết sao. Tiếp mình học sẽ một yếu tố mình biết sao các bạn. Rồi ngoài ra sóng điện từ ấy, đã nói về sóng điện từ ấy, mọi người nhớ rằng ha, mình có bước sóng điện từ lambda bằng gì nhớ không? Bằng các bạn C nhân gì ạ? Nhân T. Hoặc là bằng C nhân gì bạn? C chia S. Trong đó thằng T này có thể là chu kỳ của một mạch dao động, đúng không bạn? Nên là T này bằng là gì bạn? 2 bi căn gì ạ? LC. Nên thay thẳng ra luôn, ta có 2 bi C nhân cho căn L nhân gì bạn? Nhân C. Đúng không ạ? Đây là biểu thức bước sóng điện từ ta hay gặp nhất, đúng không bạn? Lambda bằng 2 bi C căn LC. Trong đó yếu tố nào là sẽ thay đổi các bạn? Yếu tố nào thường thay đổi các bạn? 2 bi C đã đổi không? Đổi không? Không. C là tốc độ ánh sáng là một hằng số, 2 bi cũng là một số luôn. Nên cái này đó là 3 x 2 mình hay ghi là 6 bi nhân mũ 8 mọi người. Cái này là không đổi. Đúng rồi. Nhưng yếu tố thay đổi là nào? Đó là hằng nào các bạn? LC. Đúng rồi. Và tùy vào mọi thể loại bài nó sẽ có một cái L và C riêng các bạn. Đặc biệt nhất ở hằng C này. Rồi vì sao mình nói đặc biệt nhất ở hằng C này các bạn? Bởi vì lý do tụ điện người ta có thể ghép nó với các loại khác nhau. Đúng rồi. Ví dụ ha mọi người. Rồi mọi người ơi, chú ý nha, nếu như chúng ta có hai thể loại hay gặp nhất, đó là nếu như tụ hai cái tụ C1 và C2 ghép song song với nhau, tụ điện ghép song song, thì mọi người nhớ công thức tụ ghép song song thì tụ tương đương bằng gì không ạ? Bằng gì đó mà song song các bạn? Song song phải giống gì các bạn? Giống như thằng nối tiếp điện trở mọi người, nó sẽ bằng là gì các bạn? C1 cộng C thì mấy ạ? C2 đúng không ạ? Và cái thứ hai đó là nếu như C1 mắc nối tiếp với C2 thì mình có gì các bạn? Có gì ạ? 1 phần C song song bằng 1 phần C1 cộng 1 phần C2. Đó mọi người. Bò lẹ lẹ mọi người ơi. Rồi không dạ? Ok. Đúng rồi, đúng vậy. Luôn luôn. Có được không? Rồi ok. Rồi vậy bây giờ từ đây làm cách nào tìm được lambda các bạn? Có phải nếu như bài toán cho phụ vậy, người ta muốn tìm lambda nghĩa là các bạn phải tìm được mối liên hệ giữa bước sóng và tụ C không? Đúng rồi. Được. Vậy thì lambda và C tỷ lệ gì với nhau? Tỷ lệ gì vậy? Thuận không phải là lambda thuận C đâu, mà lambda thuận gì vậy? Thuận với căn C. Và do đó cái chỗ nào có C thì sẽ tỷ lệ thuận gì vậy? Bình phương lên thì sẽ tỷ lệ thuận gì? Với gì bạn? Lambda bình phương. Đúng rồi. Thì chỗ nào có chữ C ta thay nó bằng lambda bình. Ví dụ ở đây C tương đương nè, C nối tiếp nè mọi người. C nối tiếp của chúng ta nè các bạn. C nối tiếp đây ha. Nó sẽ bằng là C1 cộng C2. Cho nên chỗ nào có C ta thay bằng lambda bình phương. Vậy là lambda nối tiếp bình sẽ bằng như vậy. Lambda 1 bình cộng lambda 2 bình. Vì nếu như cái cụm cảm không đổi thì có phải căn L biến mất hết không? Đúng vậy. Nếu như cụm cảm không đổi thì căn L, tức như bên này có căn L, bên này căn L triệt tiêu hết. Nó chỉ còn hằng lambda bình thôi. Ok được không ạ mọi người? Rồi ha, và tương tự đối với lại biểu thức lambda song song. Rồi bây giờ mọi người mở với mình ra trang số 46.
Rồi là mình câu 1, câu 2. 1, 2, 3, 4 mọi người. Rồi rất đơn giản các bạn, hỏi lambda trong các trường hợp tụ ghép. Rồi, làm con thầy câu 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15 các bạn. Rồi mình tự làm nha. Phần này rất đơn giản các bạn. Mình chú ý nha các bạn, chú ý nha. Cái phần cái tỷ lệ này là quan trọng nhất với mọi người. Nhớ rằng những bài toán này thường xuyên khi có một đại lượng thay đổi, ta cố gắng tìm coi mối quan hệ như thế nào và thay đổi theo tính chất tỷ lệ các bạn. Nhớ nha, tính chất tỷ lệ rất quan trọng. Rồi không nhớ nha, từ cái buổi đầu thì xì đầu năm trời ơi đi công cũng thế rồi. Trang số 46 á, trang 46. 46 điện tử. Trang số 46 cỡ mọi người. Có chưa? Ai chưa có 46 điện tử hôm trước đó mọi người quên rồi, ai chưa có 46 điện tử lại lên mọi người anh. Ai chưa có? Rồi dựa đến tỷ lệ làm câu 12 đáp án gì? 12 gì các bạn? 12 chọn câu? Câu D đúng không? Ok câu D. 13 đáp án, đọc đáp án đi. 60, ok đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, ok chỗ này không? Ok chỗ này không? Ok vậy ạ? Ok đúng không? Nhớ nha, tính chất tỷ lệ rất quan trọng ha. Rồi trang số 46 á mọi người ơi, mở cho mình trang 46 á, mình làm mình 12, 13, 14 à. Trang số 46. Rồi 12 giờ mặt nối tiếp. Nói lại hả bạn? Câu 12 là... Ủa quên, cái này ghi xong sau, sao cái này ghi gì kỳ vậy? Ủa sao đi mọi người? Để đó rồi. Rồi mọi người ơi, đối với câu số 12 các bạn. Nó bảo là hai thằng C1 và C2 mắc song song. Vậy thì khi mắc song song tương tự, mình có C song song bằng C1 cộng C2 đúng không? Rồi. Và vì lý do đó là C tỷ lệ thuận với lambda bình, thì chỗ nào là C, ta thay vào đó thành chữ với các bạn, lambda bình thôi. Tính chất tỷ lệ ha mọi người, lambda bình bằng là 1 bình của 2 bình. Xong, hoàn toàn.
13 đáp án. Gì? 125 kiểu gì mà ra 125 hay vậy? Hỏi đáp án mà đáp 125 sai. Ờ, 12 là 125. 12 là 125 mọi người. Mười ba kèo đó là gì? Xong rồi. Bây giờ không biết. Ờ, có đoán số 10 đó, kệ đó. Tao đoán sai. Rồi, 14 hơi khó một tí. Đợi bạn, 14 hơi khó tí nhưng thử suy nghĩ nha các bạn. Thử suy nghĩ nha. Gợi ý là mình coi coi ghép xong xong nó tiếp mấy thằng nào giúp cho điện dung tăng, thằng nào giúp điện dung giảm. Rồi 14 mọi người ơi, đúng. Khoan giờ 12, 3 thắc mắc gì không? Không đúng không? Bây giờ 14 nha mọi người, ok. Rồi nghe đây. Bây giờ ngó lên đây các bạn. Bây giờ câu số 14 các bạn phải nhận xét cho mình một điều như thế này các bạn. Đó là mắt song song và mắt nối tiếp á, nó khác nhau chỗ nào? Bây giờ mắt song song thì mắt nối tiếp, cách mắt nào khiến cho điện dung tăng? Cách nào? Thành nào bạn? Song song. Vì mắt song song mới C là cộng lại, nên điện dung tổng của nó sẽ các bạn tăng. Còn mắt nối tiếp thì sao các bạn? Điện dung sẽ bị giảm xuống vì nó là mắt chia. Nhìn thấy chia là nhỏ rồi ha mọi người, nên khiến cho thằng này sẽ bị giảm xuống khi sau khi mắt song song. Ok các bạn. Rồi em đọc đề mọi người. Đề người ta bảo là điện dung nối tiếp song song là cái đầu tiên là chỉ có giới thiệu uống nước thôi ha. Cái gì giới thiệu uống nước rồi. Câu thứ hai vô đề. Câu 14 nó bảo là gì ạ? Mạch dao động của một máy phát vô tuyến điện có cuộn dây với độ tự cảm không đổi và điện dung C thay đổi. Người ta nói rằng khi điện dung là C1 đó bạn, thì lúc này lambda phát ra là bằng 100m. Được không ạ? Trường hợp tiếp theo, để máy này có bước sóng là 50 thì người ta bảo rằng lúc này C1 phải mắc với C máy các bạn, mắc thêm thằng nào vô mọi người ơi, C2 có điện dung như thế nào? Ok không? Vậy mọi người nhìn nào mọi người, vậy ở đây là sự phụ thuộc giữa gì với gì các bạn, giữa gì với gì mọi người? C và lambda. Nhưng chúng ta biết được mối quan hệ giữa C và lambda chưa? Biết rồi. Là gì các bạn? C tỷ lệ thuận với lambda mình. Đúng không ạ? Nghĩa tỷ lệ thuận mà.
Vậy ở trường hợp này lambda 1 và lambda lúc sau và lambda 2 chẳng hạn, lambda phẩy đi, lambda 2 bị lộn, thì mình thấy rằng là lambda của chúng ta tăng lên hay giảm xuống? Tăng giảm, giảm xuống. Vậy vì lý do lambda giảm xuống nghĩa là sau khi mắc xong điện dung của nó sẽ tăng hay giảm? Tăng giảm vậy? Giảm chắc vì dấu thuộc. Vậy rõ ràng khi mắc mà điện dung giảm, vậy là mắc gì? Mắc gì vậy? Mắc nội tiệp. Đúng không ạ? Vậy đáp án chúng ta chính là mắc nội tiệp. Được chưa? Mắc nội tiệp à? Nghĩa là trường hợp sau mắc nội tiệp. Ok các bạn. Vậy người ta đã cho hai giá trị lambda rồi, để làm gì mọi người biết không? Nó cho để gì mọi người? Mình làm với bạn. Lập tỷ lệ. Bởi vì ta biết tỷ lệ thuận, do đó ta làm luôn. Đó là lambda 1 bình chia cho lambda sau bình bằng với bạn C1 chia cho C nối tiếp. Đồng ý không? Đúng không? Bởi vì C tỷ lệ thuận với lambda bình mà, thì tỷ lệ C là tỷ lệ lambda bình phương, mà lambda cho đổi bằng 100 thành 50. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì 100 chia 50 bằng mấy? Bằng 2. Bình phương nó là mấy? Bằng 4. Vậy đâu có 4. Thằng C1 người ta đây đáp án nè. C2 bằng C1 chia 3, C2 bằng 15 C1 là tính C2 theo C1. Vậy thì chỗ nào có C1 mình giữ nguyên. Đúng không ạ? Thằng dưới này là C nối tiếp, hay cụ thể là 1 phần C nối tiếp không? Có phải đây cái là C1 nhân cho 1 phần C nối tiếp không bạn? Mà 1 phần C nối tiếp chính là gì mọi người? 1 phần C1 cộng 1 phần C2. Đúng không ạ? Vậy nhân vô C1 nhân 1 phần C1 mấy? 1 cộng C1 chia C2. 1 trừ bớt qua là được. Và suy ra C2 bằng C1 gì mà đã bán của bạn. Đúng không ạ? Nhớ là quan trọng nhất đó là mối quan hệ giữa các tài lượng ha các bạn. Được không vậy? Được, phát lên được, phát lên. Ủa xung đâu? Mày thấy xung với hai đứa đi vòng vòng ngoài đường không? Thấy hồi 6 giờ sáng, 6 giờ tối, 6 giờ chiều. Ủa Phúc Yên. Sao vậy? Mình đỡ mình. Được vậy chứ không vậy? Rồi cho anh Yên. Xong cái này rồi các bạn, ok rồi anh con kia. Cho lên 51 bằng 15, 51 ứng với C1. Lambda 2 ứng với C2. Rồi nếu như C bằng như đây này thì lambda lúc sau bằng mấy? Rồi thay vô làm lẹ lên. Bấm đi. Chắc luôn. Ê, tao đẹp dế vậy. Thôi. Dế. Tao đẹp dế vậy. Không biết dế chắc luôn rồi. Câu anh là nhắn. Câu cho cái đề. Câu đề cương ấy giờ được. Biểu hả? Hay quá. Đúng rồi. Biết không? Đó là chuyện này. Rồi mọi người ơi, sửa chung với nhau nha. Sửa đi mọi người.
cái đầu từ con gái này nha. Con một cái giá giá còn chưa biết chắc luôn. Đi thầy ơi, thầy ơi. Bây giờ ăn chưa biết chắc luôn cái này. Cái gì? Cái gì quả lắm thầy. Quạo wow, chứ ta cũng quạo wow, nó mới làm bài cho tao đi. Đâu đó quạo, wow, vậy vui mẹ, cái này vui. Ra chưa mọi người ơi, ok không dạ? Các bạn, số nhiêu, bao nhiêu mét? Bao nhiêu mét bạn? 2 trường hợp. Móc ra 2 trường hợp, cứu. Đó, móc. Như vậy? Nghe rồi đó, nghe nói gì đó. Bè giờ coi nè, lambda bằng 2 bc căn là c đúng không? Vậy có là lambda cái thuộc căn c không? Vậy chỗ nào có c thì bình phương 2 mới lên có c thì không biết lambda bình không? Đúng không? Vậy có phải là căn l không đổi không? Là không đổi nên tiếng nữa mình để như đó, nó tiền tiêu hết l đi không? Đúng không? Tại vì ở đây có l, đây cũng l luôn, vậy thì triệt hết đi, chỉ còn c và lambda, nghĩa là c tiêu thuộc lambda bình phương. Vậy chỗ nào có c á ta hay nó bằng lambda bình là mắt song song chỗ nào có c thay bằng lambda bình. Ok được rồi, vì tính chất tỷ lệ của nó rồi các bạn này nhiều sợ kệ đó cho thầy bốn cái đầu tiên đi 1 5 không năm đúng không đúng vậy đúng vậy à ok làm được không cái bán gì làm ra chưa có a không đúng con c hoặc tăng con c vô mắt con c nha rồi bạn coi mọi người ơi vậy rất đơn giản câu này đơn giản lắm mọi người vì lý do c tỷ lệ thuận lambda bình thì chỗ nào có c hay bằng gì nữa thôi lambda bình thôi mọi người 2014 lambda một bình cộng 2015 lambda hai bình. Câu này mang tính chất hù dọa ha mọi người, hù nick ha mọi người, không gì khó hết. Thay vô thôi, có hết số thay vô lấy căn xong bạn. Ok, chỗ nào có c ta thay bằng lambda bình phương. Được ạ? Nhớ rồi mọi người không nên nhớ cái này mà mọi người cần nhớ cái gì vậy? Nhớ về thước góc để ta biết tỷ lệ. Được ạ? Vậy lỡ như thầy thay đề bài này lại, thầy thay nó bằng thay vì chữ c, thầy thay bài thành chữ gì vậy? Chữ L thì sao mọi người ơi? Nếu L bằng 2014 là 1 bằng 2014 là 2, mọi người ra đáp án có khác không? Có khác không? Không. Bởi vì nhìn như hướng này, có phải lambda nó cũng tỷ lệ thuận với gì các bạn? Căn L bình phương lên L cũng tỷ lệ căn L bình. Đúng không ạ? Quan trọng nhất là tính chất tỷ lệ được chưa ạ? Ok. Rồi, tiếp tục thôi mọi người ơi. Tin qua mọi người phần 4 trang số 4 và 7 mọi người hai nhỏ điều chỉnh mặt vuông sóng nè. Phần này bấm máy tính là chủ yếu. Máy tính dở máy tính xịn bấm được đúng không? Rồi mọi người ơi. Phần 2 điều chỉnh mặt vuông sóng. Ờ. Điều chỉnh mặt vuông sóng. Phần điều chỉnh mặt vuông sóng này là thay đổi một trong hai dữ kiện ha. Một là thay đổi độ từ cảm L, hai thay đổi C. Phải hỏi lambda chạy đâu đâu. Rất dễ. L không đổi rồi thay vào vuông sóng thả vô nha mọi người. Rồi. Cái này như thế. Alo làm đi mọi người ơi. Câu trang số 47 nè, phần hai nhỏ điều chỉnh mặt vuông sóng. Câu số 1. Con này chỉ cần rút máy tính ra, hệ số bấm máy thôi các bạn. Sao để ra ngang
OV là tòa án gì? Vì đây cũng là một cái từ. Ủa sao dính vậy ta? Ủa bình thường dính không ta? Đó, bình thường dính chồng anh Huy á. Cái này dầu chạy dưới mà. Là micro là 10 muỗng trừ mấy á mọi người. Không hiểu á, giờ là con nhớ cái nào nhớ. Rồi giờ hỏi này này vui mọi người, lắng nghe lắng nghe. Nghe. Bây giờ đây là chiếc micro. Đây là loa. Đâu là nằm thành phần phát trong hệ thống thu phát? Thằng phát là thằng nào? Thằng phát là thằng nào các bạn? Thằng nào ạ? Hôm qua một vàng luôn mọi người ơi, thằng phát sống là thằng loa. Không hiểu mọi người. Sai rồi hả bạn, nhớ đó bạn. Cái thằng phát sống á, nằm ở phần phát là thằng mic. Đó bạn, vì sao? Âm thanh tín hiệu từ đâu tới đâu các bạn? Từ mic tới đâu ạ? Tới loa. Do đó âm thanh nè, mình nói nè, chuyển thành dao động điện trong này. Rồi từ đây nó mới phát sống truyền đến loa. Loa nó mới thu nhận cái sóng này và chuyển thành tiếng. Được không bạn? Do đó thành phần phát là cái mic, thành phần thu là cái loa. Nhớ chưa? Thu phát ở đây không phải là phát tiếng hay thu tiếng nói, mà thu phát ở đây chỉ là phát sóng và thu sóng. Được không bạn? Nhớ chỗ này mọi người, lý thuyết nó hỏi nha bạn. Rồi ok. Rồi câu số 2 nha mọi người ơi. Làm câu 2 luôn đi ạ. Vô làm câu 2 mọi người. Câu 2 đây. Ok, hai số vào là xong. Đúng không? Ngoài làm test nữa. Gì đấy? Ủa là test đó. Bữa dặn rồi. Ủa đùng đùng cái Ủa? Lọc xuống xíu. Xíu đi dưới nữa hả? Thật banh đi mà. Mệt mỏi rồi. 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 M